Ê sao lại cho con cái này hay lắm nè. Chị vừa mới thấy một cái video. These bricks are made from wasted clothing. Những cái quần áo cũ mà kiểu bị hư, không thể cho ai cũng không thể bán được. Thì nó mới tới cái bước này là tái chế ra vật liệu xây dựng. Với cái tốc độ tại cái thời trang nhanh hiện đại á, quần áo mới là cái vấn nạn bị ảnh hưởng tới môi trường nhiều nhất. Họ tạo ra một cái vật liệu giải quyết một phần cho cái vấn đề đó. Thì thằng này nó sẽ kết hợp thêm với một số chất phụ da đông kết lại để biến nó thành viên gạch. Cái giải pháp này em thấy nó khá là hữu ích cho ngành cái nội thất bên mình. Cái độ bền của nó như thế nào ta? Và mấy cái chất thải dệt á, nó cũng khó phân hủy đúng không? Cái nguyên liệu chính của nó là chất thải dệt nên là nó cũng sẽ khó phân hủy. Cũng chỉ khuyến khích sử dụng trong nội thất thôi, là mảng tường trang trí ốp lát hay là bàn ghế này nọ thôi, không có tiếp xúc trực tiếp với mặt trời hay là mưa gió bão bùng, nên chị nghĩ cái thời gian sử dụng nó cũng lâu. Cái vật liệu này bằng vải vậy thì nó có bị thấm nước? Nó được kết dính với nhau bởi một hợp chất kiểu như nó làm đầy không gian giữa các sợi vải á, thành ra nó cũng sẽ khả năng chống thấm nó cao hơn. Nó chống chứ không phải là như kiểu mà mình để ngoài trời chịu được cái tác động lâu dài, nhưng mà sử dụng trong nội thất thì về cơ bản nước bình thường thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Liệu nó có bị dễ cháy không ta? Chị thấy nó để các cái chỉ số chống cháy, M1 sẽ là không cháy, M2 là khó cháy, thì nó đang ở cái mức giữa M2 với M1. Vậy thì cái vải này sử dụng những cái hợp chất để mình kết dính, là khi mà mình không xài nữa mình thải ra môi trường thì nó ảnh hưởng tới môi trường không ta? Hay là nhiều người hỏi tao ngồi tao lội bình luận người ta đọc thì được hiểu á, cái chất dùng để kết dính là một cái hợp chất sinh học có nguồn gốc từ thực vật, gốc nước, tức là thải ra môi trường thì nó cũng sẽ phân hủy ra luôn, thậm chí mình vẫn có thể ăn được nó luôn không hết. Nhưng mà cứ thải ra môi trường không xài nữa, thải ra môi trường thì thật ra nó cũng chỉ kéo dài cái dòng đời của cái thằng vải lên hơn một xíu, thì cái đó cũng không phải cái người ta đang hướng tới. Mấy cái thằng này sẽ tái chế thêm nhiều lần nữa, sử dụng nó xong rồi bắt đầu nó bị hư hại hay là em thay đổi thiết kế của mình em không dùng nó nữa, những cái viên gạch đó nó vẫn có thể đem tới cái nhà máy này để nó nghiền nát ra và nó làm thêm những cục gạch như vậy một lần nữa. Yeah. Đang hướng tới là một cái quy trình khép kín chứ không phải là dùng xong cái cục gạch rồi dục ra bãi rác. Em có một cái câu hỏi cho chị là với công trình nào đó sắp tới với vật liệu này thì có áp dụng vào nó? Có mẹ, chị rất muốn một đơn vị sản xuất nào đó ở Việt Nam hoặc là hãng này có thể về Việt Nam bán. Tiệm ở Việt Nam thì đang chưa có, công ty này là fabric và hiện tại chỉ đang có ở Pháp thôi, mà ví dụ nhập về thì mình cũng phải tùy vào chủ đầu tư của mình nữa. Nếu thật sự họ quan tâm tới vấn đề về môi trường, thuyết phục được họ chi ra một cái khoản cũng khá khá cho cái thằng này ra, có nói gì đi chăng nữa thì những cái cách tái chế trong một cái vấn đề về môi trường nó cũng chỉ là cái giải pháp tạm thời thôi, thì mình vẫn nên hơn ít sử dụng rác thải lại. Chị thấy ở đây có bình luận họ có ý kiến trái chiều cái loại vật liệu này, đối với chị đây là một cái giải pháp khá là ok. Em đồng ý với quan điểm của chị, tại vì cơ bản cái bên làm ra vật liệu này người ta đã có được cái ý thức họ lên làm, tuy nó chỉ là tạm thời nhưng mà họ có một cái giải pháp chứ không phải là kiểu vì nó tạm thời cho nên không có làm. Thì nếu như mà Việt Nam hay là bất kỳ các nước nào khác mà làm được nhiều giải pháp hơn mà có thể sau này cái khoa học nó phát triển thì có thể nó sẽ tốt hơn. Hôm nay tụi mình đã giới thiệu cho mọi người một cái loại vật liệu mới mà tụi mình cảm thấy khá là thú vị, nhưng mà nó có rất là nhiều quan điểm cùng chiều cũng như trái chiều xung quanh nó. Thì nếu là mọi người thì mọi người nghĩ cái giải pháp này như thế nào? Ni lông hả? Ni lông. Ni lông. Ni lông.